Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Và xin được giới thiệu với các bạn khán giả, hai nhân vật sẽ đồng hành với chúng ta trong buổi talk show ngày hôm nay. Xin được giới thiệu anh Ngô Tuấn Sơn, phụ trách dự án Badlanders Việt Nam và streamer Kiều Phạm. Chắc chắn là lúc này thì anh Sơn cũng đồng ý với em rằng là chúng ta đang rất muốn được lắng nghe lời giới thiệu đầu tiên đến từ cô gái xinh đẹp bên kia, đúng không ạ? Xin được mời Kiều Phạm. Xin chào anh Sơn ạ, xin chào Mông Biên. Xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình. Mình là Kiều Phạm, hiện tại đang là ca sĩ cũng như là streamer của X-Gaming. Và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi được tham gia vào buổi ra mắt tựa game Badlanders. Phải nói rằng là quý vị khán giả cũng như là anh Sơn và Mục Biên cũng rất là vui khi mà có sự đồng hành của Kiều Phạm trong buổi ngày hôm nay. Bởi vì là vừa là một ca sĩ, vừa là một streamer, có thể nói rằng là Kiều Phạm là một người rất là đa tài đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói một vai trò mới đi. Vai trò là một người đã được trải nghiệm tựa game Badlanders. Thì không biết là ấn tượng đầu tiên của Kiều Phạm về tựa game này là như thế nào? Mình rất là ấn tượng với cơ chế gameplay khác biệt của Badlanders. Mình chưa từng trải nghiệm một cái tựa game nào tương tự như vậy ở trên nền tảng di động cả. Nó đẩy cái yếu tố sinh tồn lên một cách khó khăn và thực tế nhất. Và khi mà mình chơi game ấy thì mình rất là mong muốn là sẽ có thể mang những cái vật phẩm, những cái đồ vật, trang bị mà mình đã thu thập được ở trong game ra ngoài trận đấu. Thì ở Badlanders mình hoàn toàn có thể làm được điều đó. Và chế độ recoil thì cũng rất là chân thật. Mặc dù lúc đầu thì mình cũng hơi khó kiểm soát và làm chủ một chút. Thế nhưng mà phòng luyện tập ấy, là một cái nơi mình có thể luyện tập êm này, hay là phản xạ này, hay là ghim tâm, rồi sấy những cái mục tiêu di chuyển. Còn có thể tham gia những cái thử thách tính điểm và thi đấu xếp hạng cùng với những cái bạn người chơi khác ở trong server nữa. Thì mình thấy đấy cũng là một cái tính năng khá là hấp dẫn của Badlanders. Anh Sơn ơi, có vẻ như là cô gái này không chỉ xinh đẹp đa tài mà còn rất tập trung vào việc là sẽ trau dồi bản thân, trau dồi những kỹ năng cá nhân. Thì không biết rằng là khu huấn luyện có phải là tính năng mà Kiều cảm thấy yêu thích nhất, đánh giá cao nhất bên cạnh gameplay chính hay không? Thật ra cái tính năng mà mình ấn tượng nhất của game ý, đó chính là giao dịch giữa các người chơi. Quả thực thật sự là content ở ngoài game thì rất là thú vị. Và có những cái ngày mà mình đã dành hẳn 2 tiếng đồng hồ chỉ để sắp xếp lại những cái đồ trong kho ấy, và lên chợ rồi là tìm mua những cái trang bị cho nó đúng ý của mình thôi. Có vẻ là trong game thì có quá là nhiều những cái thuộc tính mà khiến cho một người chơi sẽ phải băn khoăn những điều đó, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em thấy là những cái trang bị này rồi là những cái phụ kiện khác nhau thì đều có những cái thuộc tính khác nhau. Và khi mà lắp ráp chúng với nhau ấy thì cũng rất là đa dạng và không thấy chán. Rồi em còn có thể lắp ráp những cái vũ khí mà đúng theo phong cách của em nữa. Thì đấy mới chính là cái điều mà em ấn tượng nhất ở Badlanders. Chính xác là như vậy. Dạ, còn bây giờ thì sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Sơn. Không biết rằng là Badlanders có điểm gì đặc biệt và khác biệt so với những tựa game bắn súng trên thị trường? Dạ, có lẽ chính vì cái điều đó mà khiến cho Badlanders sẽ trở thành một tựa game nó khác biệt hơn so với rất nhiều các tựa game có trên thị trường. Badlanders vốn dĩ là một tựa game đặt rất nặng cái yếu tố về sinh tồn. Mục tiêu của trò chơi ấy không phải là bạn sẽ trở thành một người sống sót sau cùng giống như những tựa game đang có, mà mục tiêu cuối cùng đấy là bạn sẽ phải tham gia vào một trận đấu, bạn sẽ phải tìm kiếm các chiến lợi phẩm cũng như là hạ gục những người chơi khác và bạn tẩu thoát ra ngoài. Bạn sau khi tẩu thoát ra ngoài thì là một cuộc chiến sinh tồn ở cả bên ngoài trận đấu nữa cơ. Đấy là các bạn sẽ còn có sàn giao dịch, các bạn sẽ tham gia đấu giá chính như là Kiều Phạm đã nói đến, đúng không? Các bạn sẽ còn giao dịch với những người chơi khác với nhau. Và các bạn sẽ phải xem là mình sẽ cần phải lắp ráp khẩu súng của mình như thế nào, đưa những trang bị nào vào trong một trận đấu, yếu tố chiến thuật ra sao. Và chính những cái điểm đó sẽ khiến cho Badlanders trở nên thực sự là khác biệt và đặc biệt. Cho nên là một lần nữa tôi cũng sẽ phải nhắc lại câu này. Đấy là Badlanders sinh ra thì không phải để cạnh tranh, mà với vai trò là nhà phát hành thì chúng tôi mong muốn là Badlanders sẽ mang tới những cái trải nghiệm thực sự là khác biệt và thực sự đặc biệt tới cộng đồng game thủ Việt Nam. Và cái này thì chúng ta cũng đã vừa được lắng nghe anh Sơn chia sẻ trong bài phát biểu của mình rồi. Và đúng là bản chất của Badlanders đã có quá nhiều điểm khác biệt như vậy. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi và tin tưởng vào một tương lai gần thôi thì sẽ được trải nghiệm tất cả những cái tính năng tuyệt vời như vậy. Và một điều mà Mộng Miên tin chắc rằng các quý vị khán giả cũng như là cộng đồng game thủ rất là quan tâm, đó chính là hệ thống giải đấu chuyên nghiệp. Vậy thì anh Sơn có thể bật mí thêm một chút về lộ trình cũng như là hướng phát triển những giải đấu chuyên nghiệp cho game thủ Việt Nam được không ạ?
Thực ra thì Viettel hiện tại là cũng mới tham gia vào ngành game. Tuy nhiên thì chúng tôi có một định hướng rất là rõ ràng. Đấy là chúng tôi muốn phát triển những sản phẩm game theo định hướng eSports. Và các sản phẩm sau này của Viettel Media thì chúng tôi cũng sẽ hướng tới những sản phẩm có những cái yếu tố eSports nhất định. Trong cái kế hoạch của chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức rất là nhiều giải đấu. Trong đó là có cả những đối tượng là sinh viên cũng như là tất cả các cộng đồng game thủ tại Việt Nam. Hiện tại thì Viettel Media cũng có khá là nhiều lợi thế bởi vì là chúng tôi có một cái sự phối hợp rất là chặt chẽ với VDSA là Hiệp hội Thể thao Điện tử Việt Nam. Với cái sự hợp tác bền vững giữa hai bên như vậy thì chúng tôi mong muốn rằng trong tương lai có thể tổ chức được nhiều các giải đấu bán chuyên hơn. Và thực sự là đây sẽ là một môi trường rất là tốt để các vận động viên có thể có cơ hội để cọ sát với nhau và để cùng nâng cao cái năng lực của mình. Những hệ thống giải đấu bán chuyên này cũng sẽ chính là những cái tiền đề rất là tốt để chúng tôi có thể làm nên những cái giải đấu chuyên nghiệp sau này. Dạ, phải nói rằng là những chia sẻ vừa rồi của anh, em tin rằng quý vị khán giả cũng như là cộng đồng game thủ tại Việt Nam thì rất là chờ đợi một giải đấu bán chuyên đầu tiên xuất hiện trong thời gian ngắn sắp tới. Thì anh có thể bật mí thêm một chút là liệu rằng trong khoảng thời gian nào thì giải đấu sẽ xuất hiện được không? Tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ mong muốn rằng là vào giai đoạn mà chúng tôi ra game cũng như là trong cái thời điểm mà chúng tôi cho là thích hợp thì chúng tôi rất là mong muốn là sau khi chúng tôi ra mắt game tại Việt Nam thì 3 tháng sau đó có thể tổ chức được một giải đấu bán chuyên đầu tiên. Wow, 3 tháng ạ. Thực sự Phóng viên thấy rằng là 3 tháng là một con số khá là ấn tượng. Chỉ sau 3 tháng kể từ ngày mà ra mắt game đã có giải đấu bán chuyên đầu tiên. Nghe cái thông tin này là phải hỏi ngay Kiều Phạm này, không biết là bạn cảm thấy như thế nào? Mình chắc chắn là từ bây giờ là mình phải bắt đầu tập luyện thôi để mà tham gia. Tức là cũng bắt đầu xây dựng team của mình để có thể thi đấu giải đấu bán chuyên đúng không? Đúng rồi. Vậy thì cũng chẳng có lý do gì mà chúng ta không chờ đợi và hy vọng rằng là dịch bệnh sẽ nhanh chóng ổn định, mọi thứ đều thuận lợi để chúng ta có giải đấu bán chuyên Badlanders đầu tiên tại Việt Nam đúng không anh Sơn? Và để khép lại buổi talk show ngày hôm nay thì ở đây mỗi người hãy giúp Mộc Miên là nói với quý vị khán giả 3 tính từ. Kiều Phạm thì là 3 tính từ thể hiện sự kỳ vọng của tựa game này. Còn anh Sơn là 3 tính từ để thể hiện một lời hứa đi với quý vị khán giả cũng như là cộng đồng game thủ Việt Nam. Xin mời Kiều Phạm. Có lẽ là giải thưởng hấp dẫn này, cạnh tranh công bằng và trải nghiệm tuyệt vời. Wow, chắc chắn rằng đây cũng là mong muốn của tất cả những cộng đồng game thủ Badlanders trong thời gian sắp tới. Còn anh Sơn thì sao ạ? 3 điều mà anh hứa hẹn với quý vị khán giả cũng như là cộng đồng game thủ tại Việt Nam là gì ạ? Anh nghĩ là cộng đồng game thủ thì sẽ mong muốn một nhà phát hành thực sự là hết mình vì game thủ, cho nên anh sẽ có 3 từ như sau. Đấy là đồng hành, cam kết và bền vững. Wow, đồng hành, cam kết và bền vững. Nói đến đây thì chắc chắn rằng không chỉ là streamer Kiều Phạm mà tất cả quý vị khán giả cũng như là cộng đồng game thủ tại Việt Nam cũng có thể yên tâm hơn phần nào. Còn đâu kết quả thì chúng ta vẫn phải chờ đợi ở phía trước và không có lý do gì chúng ta lại không theo dõi và ủng hộ cho Badlanders Việt Nam. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.